Phần Lan bị lôi kéo vào cuộc xung đột với Nga. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Mỹ đang có kế hoạch đề xuất tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây để hỗ trợ cho Ukraine. Nhưng mà liệu kế hoạch này có thành công hay không? Trong khi đó, tàn quân của Ukraine thì đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả việc rút quân cũng khó mà bảo toàn lực lượng. Trong video ngày hôm nay, sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh về những dữ kiện trên. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tài sản của Nga ở phương Tây bị giòm ngó Gần đây, phương Tây đã bắt đầu thảo luận ngày càng nhiều về các tài sản bị đóng băng của Nga. Các đồng minh EU đang tranh luận về việc có nên tịch thu các tài sản này để hỗ trợ cho Ukraine hay không. Theo tờ Financial Times, chính quyền Biden đang đề xuất chuyển tài sản bị phong tỏa của Nga sang Ukraine với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới. Ấn phẩm này chỉ ra rằng Mỹ không công khai ủng hộ ý tưởng tịch thu, nhưng chính quyền Biden đưa ra những cách khác nhau để truyền chúng sang Ukraine. Tờ báo trích dẫn tài liệu nói rằng phương Tây coi bước đi như vậy là một biện pháp đối phó chống lại Nga, và nó có thể được luật pháp quốc tế cho phép nếu được thực hiện bởi các quốc gia bị ảnh hưởng, trong đó bao gồm các đồng minh của Ukraine. Nghĩa là các quốc gia có thể hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản bằng cách thừa nhận mình là nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine. Theo đó, việc tịch thu tài sản bị phong tỏa được gọi là một khoản tạm ứng mà Nga sẽ phải bồi thường cho Ukraine sau khi xung đột được giải quyết. Nhưng mà tờ Financial Times cũng giải thích rằng tài sản của ngân hàng trung ương Nga được luật pháp quốc tế bảo vệ nên việc tịch thu tài sản này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống tài chính thế giới. Sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine, các nước G7, Liên minh châu Âu cùng với Úc đã phong tỏa tài sản trị giá 260 tỷ euro của Nga. Trong số này thì khoảng 191 tỷ ở Bỉ, 19 tỷ euro khác ở Pháp. Các quốc gia khác có số lượng nhỏ hơn như Thụy Sĩ cũng sở hữu 7,8 tỷ euro. Trong những tuần gần đây thì đại diện các nước G7 đã tăng cường đàm phán về việc sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa của Nga. Chính quyền Biden kỳ vọng vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo G7, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Ngoại trưởng Anh David Cameron đã gợi ý rằng nên có một cơ chế pháp lý để tịch thu tài sản của Nga. Ông dự định sẽ hợp tác với Mỹ về vấn đề này nếu như mà các đồng minh khác không sẵn lòng thực hiện bước đi như vậy. Tuy nhiên, thì có những nước như là Pháp, Đức và Italia đã bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Tờ Der Spiegel của Đức cũng cho biết, Văn phòng Tổng Công tố Đức có ý định tịch thu một phần tài sản của Nga, trị giá hơn 720 triệu đô, để bổ sung vào ngân sách nhà nước Yêu cầu này đã được gửi tới tòa án ở Frankfurt. Bên cạnh đó, EU dường như không có ý định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga, ngay cả khi xung đột ở Ukraine hoàn toàn chấm dứt. Họ cho rằng để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cũng như là áp dụng chúng, thì cần phải có một quyết định nhất trí tại Hội đồng EU. Mỗi quốc gia thành viên EU đều có thể làm chậm quá trình này dưới bất kỳ lý do nào. Theo đó, các biện pháp trừng phạt hiện tại của EU không có bất kỳ tiêu chí nào để dỡ bỏ và khả năng duy trì chúng có hiệu lực là không có giới hạn về mặt pháp lý. Không khó để nhận ra, cộng đồng phương Tây đang nỗ lực để tìm ra một lý do hợp pháp cho phép họ chiếm đoạt tài sản bị đóng băng của Nga, mà không vi phạm các nguyên tắc bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân. Giới phân tích dự báo rằng, phương Tây sẽ không thể tịch thu tiền của Nga bằng phương pháp hợp pháp. Nhưng trước bối cảnh rối loạn như hiện nay, thì tiền vẫn có thể bị đánh cắp, đơn giản, theo các trường hợp giả định như sau. Trường hợp thứ nhất, đó là quyết định tịch thu có thể được đưa ra hoàn toàn mang tính chính trị và không liên quan gì đến luật pháp quốc tế hoặc là dân sự liên quan đến việc bảo vệ tài sản có chủ quyền và tư nhân. Trường hợp thứ hai là tài sản có chủ quyền có thể bị tịch thu do quốc gia tịch thu tuyên chiến với Nga hoặc do sự đồng ý tự nguyện của Nga. Và trường hợp thứ ba là quyết định của tòa án quốc tế, khu vực tài phán mà Nga tự nguyện chấp nhận nhằm đáp ứng yêu cầu bồi thường của những người bị ảnh hưởng bởi hành động của Nga. Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tài chính quốc tế thì điều này sẽ tùy thuộc vào những quyết định cuối cùng của phương Tây. Tối hậu thư cho Zelensky từ chiến hào Chính quyền Ukraine gần đây đang rơi vào khủng hoảng của việc huy động tân binh một cách trầm trọng. Tình trạng lùng bắt những người đàn ông trên đường phố và đánh đập những người phản đối, tách những đứa trẻ đang khóc khỏi vòng tay của những người cha đã gây ám ảnh cho người dân của họ. Chỉ trong vòng một tháng, thì số binh sĩ đầu hàng Nga đã tăng gấp rưỡi. Vậy nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi mà người thân của những người được huy động cũng xuống đường phản đối. Tại cuộc biểu tình cuối cùng được tổ chức vào đầu tháng 12 ở thủ đô Kiev, hàng trăm người đã xuống đường. Những người phụ nữ cầm trên tay những tấm áp phích có dòng chữ Hãy đưa đàn ông trở về nhà. Thậm chí là vợ của các quân nhân Ukraine đã công bố bằng giá của các chỉ huy nơi tiền tuyến. Các chỉ huy đã tống tiền những người không muốn đi làm nhiệm vụ từ 30 đến 70.000 hryvnia mỗi tháng. Vậy thì cái giá của việc hủy nhiệm vụ chiến đấu hoặc là sơ tán khỏi chiến trường sẽ là bao nhiêu? Phương Tây từ việc lôi kéo người Ukraine vào một cuộc đảo chính, sau đó là một cuộc đối đầu dân sự đẫm máu, và cuối cùng là một cuộc chiến tranh. Nhưng mà dù là đảo chính hay là bầu cử, thì Tổng thống tiếp theo vẫn tệ hơn Tổng thống trước. Tuy nhiên, những người lính Ukraine quan tâm nhiều hơn không phải đến tham vọng chính trị của Tổng tư lệnh của họ, mà là những vấn đề cấp bách trước mắt như là cái lạnh của mùa đông, việc thiếu lương thực dẫn đến tình trạng đói của binh lính, bệnh tật và sự xâm nhập của loài côn trùng và các động vật hung ác trong các chiến hào. Tất cả những điều này đã làm mọi người kiệt sức và mất động lực chiến đấu. Các binh sĩ Ukraine đang nghi ngờ về khả năng cũng như độ trung thành của các nhà lãnh đạo quân sự do chính quyền kế áp bổ nhiệm. Giờ đây thì họ đã bày tỏ những cảm xúc tiêu cực một cách công khai, thay vì lén lút như trước đây cuộc tranh cãi giữa giới lãnh đạo chính trị và quân sự của đất nước vẫn đang diễn ra nhưng có lẽ trước ghế tổng thống của ông zelensky thì lại đang bị đe dọa từ chiến hào bởi tại đây các binh sĩ của quân đội ukraine đã đích thân nhắn nhủ tới ông rằng họ đã không thể chịu đựng nổi họ nói rằng chúng tôi cầu xin ông đừng can thiệp vào công việc của quân đội chúng tôi không cần một tổng thống đang tiêu diệt quân đội ukraine và người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc thay đổi các nhà độc tài chỉ một ngày là tới kiev không chỉ những người thân của những người được huy động biểu tình, mà cả những người mệt mỏi với tình trạng vô pháp luật ở xã hội cũng tham gia. Có thể thấy rõ rằng, Ukraine đang thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Nhưng do lãnh đạo của họ hoàn toàn không quan tâm đến người dân, hay nói chính xác hơn là họ đang quan tâm tới lợi ích của chính họ, thì tổn thất cuối cùng của Ukraine là điều chưa ai có thể tính được. Cuộc chiến đẫm máu đang chờ đợi quân đội Kiev. Dường như, những lời của Tổng thống Putin về kế hoạch nhằm tiêu diệt quân đội Ukraine ở tàng ngạn sông Dnipro của quân đội Nga đã được Tổng thống Zelensky và các tướng lĩnh của ông ta nghe thấy. Bởi vậy mà Tổng tư lệnh Zaluzny đã đề xuất rút tàn quân của các nhóm khỏi ngôi làng Krynok và đã được văn phòng Tổng thống Zelensky đồng ý. Mặc dù quân đội Ukraine đã hoãn chiến dịch vượt sông Dnipro, nhưng họ vẫn không từ bỏ các kế hoạch đầy tham vọng của mình. Chiến dịch bị hoãn lại cho đến khi lực lượng dự bị ổn định của quân đội Ukraina được thành lập. Và tất cả lực lượng và thiết bị đã chuẩn bị trước đó cho cuộc đổ bộ sẽ được chuyển hướng đến mặt trận Robotine và Uleda. Trước đó, thì Tổng thống Putin đã đề cập đến địa danh làng Krinki. Ông nói rằng các quân nhân của quân đội Ukraina gọi việc chuyển giao đến đó là con đường một chiều. Chuyên gia quân sự Anatoly Matvichov cho biết, việc tàn quân Ukraina có thể rút khỏi tà ngạn là do tuyên bố của Tổng thống Putin. Ông nói rằng Quân đội Ukraina đã chiếm được đầu cầu gần Krinky vào cuối mùa thu và cố gắng giữ nó cho riêng mình. Họ đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ nhưng băng bắt đầu tan và sương giá mùa đông đã khiến cho vùng đồng bằng sông biến thành một đầm lầy không thể vượt qua. Vì vậy mà những nỗ lực tiến xa hơn đã phải dừng lại. Nhưng nghi vấn được đặt ra ở đây là quân đội Ukraina sẽ thực hiện chiến dịch rút quân như thế nào? Bởi hiện tại con sông đang bị bao phủ bởi bùn lầy, rất khó để vượt qua bằng thuyền cao su. Ngoài ra, ngay sau khi quân đội Ukraine cố gắng để rút lui, thì họ sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng hàng không Nga. Các nhà quan sát nhận định rằng, nhiều khả năng một phần lực lượng sẽ đầu hàng và một phần khác sẽ thương vong. Mới đây nhất, làng Krenki đã bị Nga tấn công bằng bom thông minh FAB-1500 vào ban đêm. Kết quả của cuộc tấn công là gần như toàn bộ lực lượng dự bị mới của Ukraine đã bị tiêu diệt. Không rõ tại sao mà trong 2 tháng gần đây, Ukraine liên tục điều lực lượng thủy quân lục chiến đến hai đầu cầu tại Grinoki và Antonovsky, nơi mà Nga cũng đang hàng ngày phá hủy chúng. Vậy nên, việc Ukraine rút quân ở khu vực này được dự báo cũng là rất đẫm máu. Bởi vì lực lượng Nga với sự trợ giúp của pháo binh và hàng không có thể tiêu diệt tất cả tàn dư của lực lượng Ukraine vẫn đang cố gắng ở lại tả ngạn sông Dnipro bằng cách nào đó. Có vẻ như quân đội Ukraine vẫn chưa từ bỏ ý định vượt sông Dnipro. Và để tiếp tục hoạt động thì một kế hoạch bền vững đang được thiết lập. Nhưng liệu quân đội Ukraine có làm được điều này hay không thì không ai dám chắc chắn. Trong một cuộc họp báo gần đây của mình, Tổng thống Zelensky đã nói về đợt huy động mới 500.000 người. Chính quyền Kiev mơ ước đào tạo những tân binh mới này trong vòng 6 tháng và dự kiến sẽ cho họ ra chiến trường vào mùa xuân hoặc là mùa hè năm sau. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bỏ qua một điều quan trọng. Đó là trong khi ông ấy dự định huấn luyện một đội quân nửa triệu người, thì phía Nga chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên. Phần Lan bị lôi kéo vào cuộc xung đột với Nga Phần Lan hiện đang nâng cấp một sân bay gần thành phố Rovaniemi cho người Mỹ sử dụng. Căn cứ này có thể chứa 64 máy bay chiến đấu F-35 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và dự kiến việc triển khai đầy đủ sẽ diễn ra vào năm 2026. Căn cứ không quân này sẽ đảm nhận vai trò là trung tâm điều hành của lực lượng NATO. Hậu cần sẽ dựa vào tuyến đường sắt, nối các cảng và khu định cư cách biên giới Nga chỉ một giờ lái xe. Và căn cứ chính của hàm đội phương Bắc của Nga cũng được đặt tại khu vực này. Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen đã ký thỏa thuận quốc phòng với chính quyền Biden. Thỏa thuận cho phép sự hiện diện của quân nhân Mỹ trên lãnh thổ của Suomi và sử dụng cơ sở hạ tầng của Phần Lan, bao gồm 15 cơ sở quân sự. Bên cạnh đó, còn cho phép quân đội Mỹ triển khai lực lượng ở Phần Lan trong trường hợp xảy ra xung đột với Moscow. Hơn nữa, Bộ trưởng Hakkanen không loại trừ việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Phần Lan, trong khi luật pháp nước sở tài có những hạn chế về vấn đề này. Phần Lan đang trở thành căn cứ quân sự của Mỹ, nơi mà cách Saint Petersburg 400 km và cách Moscow chưa đầy 1.000 cây số. Trước khi gia nhập NATO, không có mối đe dọa nào đối với Phần Lan. Nhưng mà giờ đây đất nước này đang bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu với Nga. Điều này sẽ không có lợi cho Helsinki. Còn nhớ rằng, sau Thế chiến thứ hai, Phần Lan đã cam kết là sẽ giữ thái độ trung lập. Nhưng mà giờ đây có vẻ như người Phần Lan đang thất hứa với Liên Xô về vùng Baltic và châu Âu. Có thể thấy những tài liệu này là bản sao của các thỏa thuận tương tự giữa Berlin và Washington giữa các nước cộng hòa vùng Baltic và Mỹ. Theo họ, Mỹ có quyền nhập khẩu thiết bị quân sự vào Phần Lan vì bất kỳ mục đích nào mà không tiết lộ cho Helsinki mục đích và đặc điểm của vũ khí nhập khẩu. Giới quan sát nhận thấy rằng phương Tây đang phát triển một vòng xoáy leo thang Mới đây thì đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã nói rõ rằng việc máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine sử dụng sân bay NATO từ lãnh thổ của Romania, Ba Lan và các quốc gia NATO khác sẽ bị Moscow coi là tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện. Câu chuyện tương tự sẽ xảy ra với bất kỳ hành động khiêu khích nào ở biển Baltic. Và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.